bị đến với chương trình Gia đình tài tử do Panasonic tài trợ. Chúng ta lại gặp nhau ở một sân chơi dành cho tất cả các gia đình đam mê âm nhạc. Và đến đây chúng ta giao lưu với nhau, đến đây chúng ta trải mình với âm nhạc. Và chắc chắn âm nhạc sẽ quên đi tất cả muộn phiền trong cuộc sống. Bây giờ Quỳnh Linh sẽ giới thiệu thành phần ban giám khảo. Xin trân trọng chào đón sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu, nghệ sĩ ưu tú Ánh Tuyết, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh và tất cả khán giả đang có mặt ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ hai gia đình trong ngày hôm nay. Gia đình đầu tiên đến từ đâu? Xin mời quý vị. Hôm nay sứ giả gia đình tài tử sẽ đến vùng đất Bà Rịa để thăm một gia đình. Thưa với bà con, tôi sẽ vô nhà ông Trần Viết Cạch. Ổng là một trong những người tham gia chương trình gia đình tài tử. Bây giờ tôi bí mật tôi vô nhà ông, không phải là người làm chương trình mà tôi sẽ tiếp cận gia đình bằng một cách khác. Hãy chờ xem cách đặc biệt của sứ giả trung dân là gì. Có ai bán tiêu không? Chào cô. Dạ, dạ, anh đi mua tiêu hả? À? Cô cho tôi hỏi ở đây có phải là nhà của chú Trạch không ạ? Dạ, dạ phải. Tôi nghe dân ở đây nói là chú Trạch là một trong những người sản xuất tiêu dữ lắm. Tôi muốn đến để làm quen để tôi coi nếu mà được thì tôi mua vài tạ. Dạ, đây dạ, chú. Có người mua tiêu. Dạ. Dạ. Chú là chú Trạch hả chú? Dạ. Dạ. Ông mua tiêu này có vẻ hơi ngầu với cặp kính dâm. Liệu chú Trạch có bán tin bán nghi không nhỉ? Được 4-5 tạ thôi. Một tạ được nhiêu chú? Một tạ được trên 100 nghìn. Bây giờ chắc mua chừng tạ thôi. Một tạ chắc khoảng được 100 triệu ha. Chú, bây giờ nó có là cái cọng này mai mốt nó mới đậu trái trong đây phải không chú? Đậu trái qua đây thôi. Dạ, hay quá. Rồi, mình vô nhà chú. Dạ, dạ. Chào mừng chương trình Gia đình tài tử. Ồ, hay quá. Gia đình chú Trần Viết Trạch tham gia chương trình Gia đình tài tử gồm có các thành viên: chú Trần Viết Trạch 63 tuổi trưởng đoàn, chị Trần Thị Thu Phương 39 tuổi, chị Trần Thị Kim Phụng 36 tuổi, chị Trần Thị Thu Thảo 34 tuổi, anh Trần Thế Vinh 32 tuổi, chị Trần Thị Ngọc Điệp 26 tuổi, chị Trần Thị Ngọc Cẩm 24 tuổi, anh Nguyễn Nguyên Hanh 38 tuổi, anh Võ Thành Lợi 46 tuổi, em Hoàng Trần Nhật Trường 13 tuổi, em Hoàng Trần Nhật Phi 11 tuổi, em Nguyễn Ngọc Thảo Vi 16 tuổi. Là người gốc Quảng Bình, gia đình chú Trạch đã lập nghiệp và gắn bó với vùng đất Châu Đức Bà Rịa này từ rất lâu. Mỗi người một nghề, nhưng cả nhà chú Trạch ai cũng yêu ca hát, đặc biệt là các cháu bé. Ôi hay quá. Giờ thì cùng xem giải thưởng nào. Dạ chú cứ chọn. Gia đình sẽ được hát bài hát gì trong đây? Với sở trường của mình, gia đình đang rất mong đợi một ca khúc cách mạng. Thế nhưng thử thách của gia đình lại là ca khúc Em đi xem hội trăng rằm. Có vẻ như các cô gái trong nhà rất thích thử thách này. Đấy là thuốc rồi. Những sản phẩm trong mơ này liệu có cơ hội về với gia đình chú Trần Viết Trạch? Một tuần thử thách vẫn còn chờ trước mắt. Hãy cùng chờ xem. Chào nhé. Sứ giả trung dân đã đưa chúng ta đến Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu để làm quen với gia đình trồng tiêu, bán tiêu. Đó là gia đình của anh Trần Viết Trạch. Dạ, xin chào cả nhà. Xin hỏi anh Trạch ạ. Hôm nay tập quan tuần nên thấy làm nghệ sĩ khó không anh? Rất khó. Trồng tiêu với làm nghệ sĩ cái nào khó hơn? Cái làm nghệ sĩ khó hơn. Con đang học lớp mấy? Dạ thưa chú, con học lớp 11. Mơ ước sau này con sẽ làm nghề gì? Dạ con muốn làm người dẫn chương trình như chú. Được á. Bây giờ con thử dẫn chương trình Gia đình tài tử với chú Quỳnh Linh thử coi. Xin chào tất cả khán giả, ban giám khảo và tất cả mọi người đã đến với chương trình Gia đình tài tử của chúng tôi hôm nay. Để cho chương trình của chúng tôi hôm nay được thành công thì chúng tôi rất mong nhận được sự cổ vũ từ tất cả các bạn đồ chơi. Xin thấy chưa, MC mà có bịt miệng nữa. MC là phải năng động, phải sáng tạo tại chỗ luôn, viết kịch bản tại chỗ luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với dình thứ 2. Xin mời quý vị xem sứ giả sẽ đưa chúng ta đến đâu đây. Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Lần đầu tiên đó, Phi Phụng được về Đồng Tháp mà đi một cái cảnh như thế này đây nè, là chèo xuồng ra chỗ một cái ao sen để mà hái sen. Nè đẹp chưa. Nghe nói anh Dũng là cũng là đã đi chương trình Gia đình tài tử đúng không? Bây giờ là anh rành cái khu vực này rồi đúng không? Bây giờ anh hướng dẫn cho Phi Phụng tới nhà của chị Đắc Viên ở đường Lê Lợi nha. Rồi
Giờ bắt đầu mình đi ha chị Phong ha. À, bắt đầu đi bắt xuồng đi đi bắt xuồng. Trời ơi lâu lắm mới xuống được cái miền Đồng Tháp, đúng là ơi không khí trong lành, trời rất là đẹp. Ba sáu năm lê lợi, đây chắc là nhà của chị đắc duyên quá à, gia đình văn hóa, một ngôi nhà khang trang, mát mẻ sạch sẽ. Hỏi có ai trong nhà không? Phải nhà chị Duyên không ạ? À? À dạ, chị là chị Duyên đây. À, xin chào gia đình. Em xin mời chị. Dạ. Chị Nguyễn Thị Đắc Duyên 40 tuổi vui mừng cùng chồng và hai đứa con gái cùng tham gia là Nguyễn Văn Thành 40 tuổi, Nguyễn Đắc Huỳnh Phương 12 tuổi, Nguyễn Đắc Hồng Hảo 8 tuổi và mẹ là Huỳnh Thị Bách Kim 68 tuổi. Hai cha con người em trai Nguyễn Đắc Trinh 38 tuổi, Nguyễn Đắc Thúy Nga 10 tuổi. Gia đình em gái là Nguyễn Thị Đắc Nhơn 35 tuổi, Võ Hoàng Thanh Tú 40 tuổi, Võ Đắc Huỳnh Như 11 tuổi cùng người em gái Nguyễn Thị Đắc Giang 30 tuổi, em rể Huỳnh Kim Thắng 30 tuổi, anh họ Phan Ngọc Quỳnh 37 tuổi, anh rể họ Phạm Văn Vui 50 tuổi. À xin chào cha gia đình. Ô trời ơi đông quá. Ba thế hệ hả? Dạ xin mời ngồi, dạ xin mời, xin mời. Gia đình mình là để chắc có máu văn nghệ dữ lắm đây nè. Gia đình thích cái nhạc gì? Nói chung gia đình em là tổng hợp, cả hát cải lương cũng được, rồi dân ca cũng được, rồi nhạc kháng chiến cũng được. Trời ơi hay quá trời. Giống như là một tạp kỹ đó hả? Còn ở đây có mấy vũ đoàn nữa. Ủa vậy đó hả? Trời ơi. Vũ đoàn nữa hả? Đâu trổ tài thử coi coi nghe coi. Để em hát hát cồng cổ cho chị nghe nha. Ừ. Con chim sáo đang đứng trên cành cao bỗng cất lên tiếng hô. Đàn cò trắng về đâu dập dờn đôi cánh trên đồng xa tán mạn khói mây. Cái miệng Đồng Tháp mà nghe cái lương là thôi quá rồi muốn về đây ở luôn. Mà thí dụ như mà gia đình mình mà trúng thưởng, thí dụ nhà mình còn thiếu gì ta? Dạ. Thiếu gì ta? Má thiếu gì má? Có cái mình trinh. Thiếu đủ thứ hả? Dạ xin mời. À. Đúng rồi mình chọn lựa trước đi đó. Đây. Đây là xoài cát quà lộc của quê hương Đồng Tháp đó. Quê hương Đồng Tháp hả? Trời ơi, cát quà lộc hả? Cát quà lộc ở chị ngon lắm nè. Ấy da. Chín cây cho nên nó ngon quá. Chỉ làm mà ngon mà giống như là chua vậy lắm hết hồn chứ. Sen này nó non. Sen là nấu chè hạt sen hả? Dạ đúng rồi. Trời đất ơi. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Cái này mà nấu chè mình bỏ nó vô đó. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ mình vô cái chương trình chính nè. Là gia đình nó sẽ được bài gì đây nè. Bây giờ nếu mà đem lấy cái móc này ra mà trúng tủ chắc la làng lại nghe. Đang hồi hộp. Thích gì ta? Chị làm hồi hộp quá. Thích gì ta? Dân ca đi. Dân ca hả? Dân ca để chưa? Vui nhộn nha. Vui nhộn nha. Những cái gì mà nó miền Tây một tí đi. Miền Tây phải không? Dạ. Bây giờ này tôi đã thấy chữ rồi đó. Tây đó, có miền Tây đó, giờ miền Tây đó mà cũng có dân đó. Giờ tính đi, giờ tìm đi coi là dân gì. Dân ca, vậy là về miền Tây hả? Không phải. Tao bây giờ nói đi nghe. Mình nói nó nghe. Nghe. Thôi chị nói đi chị ơi. Chị làm hồi hộp chị mới hấp dẫn chứ. Tiếng dân chài. À đúng không? Gia đình thích biết bài này không? Biết bài này không? Ủa chưa biết. Nhưng mà chưa biết á, mà mình thi mà mình đậu mới hay. Cái những cái bài mà mình đã trúng tủ của mình thì đậu thì không có hay đúng không? Cái gì cũng vậy đó. Phải không? Trước khi ra về sứ giả muốn chụp hình chung gia đình được không? Dạ. Dạ được. Quyết thắng! Quyết thắng! Ta vừa đến với Đồng Tháp 10 đầy sen và rất là nhiều loại trái cây. Và ngay bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta gặp gỡ gia đình chị Duyên đến từ Cao Lãnh Đồng Tháp. Xin chào cả nhà, chị Duyên đến từ Đồng Tháp, một vùng đất mà phải nói là rất phì nhiêu và nơi đó có những cánh đồng bất tận và đặc biệt là mùa nước lũ. Nước lũ thì chúng ta có những cái điều gì xảy ra chị? Dạ, nước ngập đầy nhà. Rồi có gì nữa? Cá tôm thì rất là nhiều. À. Dạ, có bông điên điển. Bông điên điển đúng dạ. Rồi. Rất là ngon, đó là đặc sản đó. Còn món chuột đồng nữa anh. Chuột đồng nữa? Dạ. Trời ơi, món đó không dám ăn à. Tôi biết rằng ở Đồng Tháp 10 có một bài hát cũng rất là hay. Hình như là bài Hồng Ngự mang tên em hay gì đó. Ai biết hát bài đó không ạ? Dạ, em hát vài câu thôi anh. Rồi, xin mời chị. Tôi có người yêu mang tên Hồng Ngự,
dù bao cách trở xa xôi mịt mờ, lòng con tràn bao nhung nhớ hình bóng của người em thơ, trong tôi gói trọn ước mơ. Tôi sẽ về thăm quê hương Hồng Ngự. À, xin hỏi bác à, bác Kim à, dạ, bác có hay hát hò gì không ạ? Dạ không biết hát. Có múa được không bác? Dạ được. Được hả? Vậy thì mình làm luôn. Rồi, cảm ơn bác Kim rất nhiều. Xin mời gia đình cử đại diện ra chúng ta giao lưu với nhau chút xíu. Đến với chương trình hôm nay thì gia đình có mang một tí xíu quà quê để giao lưu với gia đình ở Vũng Tàu. Chú có nè hả? Dạ em cảm ơn chị ạ. Em rất thích là bông sen chị. Dạ. Em thay mặt gia đình cảm ơn gia đình của bác ạ, nhà bà chị. Dạ. Em cũng xin thay mặt gia đình em chúc đội của chị hôm nay diễn thật là tự tin. Và bây giờ chúng ta sẽ rút thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Như vậy gia đình đến từ Đồng Tháp sẽ là gia đình thi đầu tiên và gia đình đến từ Bà Rịa Vũng Tàu thi thứ hai. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu đến với phần thi của hai đội. Được tham gia chương trình, gia đình liên tổ chức một buổi tiệc cũng như bồi dưỡng sức khỏe cho bước đầu luyện tập. Mấy cô có biết bài đó không? Cái bài Tiếng Nhân Dài á. Thì theo mấy cô ấy, thì cái bài đó mình mặc cái trang phục gì cho nó phù hợp? Nam thì áo và ba đen. Có cái chàng có chàng có xin lỗi. Đàn ông phải quấn nó lên đây nè. Quấn bên thì ai mơ? Còn đàn bà thì cao thấp. Thì hai cô đàn bà thì trong câu lạc bộ mình cho mượn áo bà ba. Bây giờ muốn nghe mấy cô góp ý gì thêm đi. Nó làm gì có cái lộn xộn sao á. Nó chưa có dứt khoát. Lộn xộn thì không còn gì phải nói rồi. Thì thời gian con mới về đó, con mới tập đó. Với mấy đứa này phải là nó đi làm về 7 giờ tối mới tập được. Yeah. Tập thì có đứa thì có, đứa thì vắng rồi, nó không có bữa nào mà tập mà đầy đủ chứ. Còn đây là sáng kiến của anh Thành. Em mới lên em search thấy trong này có bài Tiếng Nhân Dài á, mà Thanh Tuấn Phượng Liên hát. Là em thì em hát giọng cổ được. Nên em cho cái màu đầu vô, cho vô giọng cổ rồi bắt đầu mới vô nhẹ. Được biết gia đình chị Đắc Duyên tham gia, anh Dũng với nhiều kinh nghiệm đã từng đưa gia đình tham gia chương trình kỳ trước, liền ra tay hướng dẫn hát cho mọi người. Họ du ta lằng lằng mà nghe ơi, họ du ta. Mình không có lạm dụng bè quá, nhưng mà mình cái bè mình phải cho chắc. Nguyên gia đình em là bây giờ đã lên Sài Gòn ở hết rồi. Khi muốn tập vợ là phải từ Sài Gòn về đây tập. Hiện giờ cũng may là ngay nghỉ hè cho nên là mấy bé cho về đây trước. Còn hai vợ chồng thì cuối tuần mới về chia nhiệm vụ. Ở dưới đây là có hai vợ chồng của hai đứa em bên bưu điện cho nên giao nhiệm vụ tập về cái đây cho nó. Rồi ở trển là sẽ lo ở trển. Rồi khi mà thuộc bài này nọ rồi sẽ ráp lại thì lúc đó sẽ về. Những tâm sự đầy khó khăn của hai vợ chồng anh Lâm và chị Đắc Duyên vẫn sẽ tiếp tục bền chí đưa gia đình đến thắng lợi không? Hãy đón xem. Hôm nay trời đẹp quá. Chuyến này mà chúng ta ra khơi chắc là trúng lắm đây nè. Phải không anh em? Tất cả chuẩn bị xong chưa anh em? Xong rồi. Mình ra khơi đi nào. Khoan khoan, em thấy vậy nè. Trước khi là mình ra khơi á, anh hát một câu giọng cổ lấy khí thế. Bây giờ rung quá. Hát hơi hết hơi. Này anh em ơi, hãy tựa vào nhau tay chèo tay lái. Xa tức trong kia trăng non nhuộm vàng trên bãi vô thổi bươm căng thuyền lướt theo dòng. Anh em ơi, mình ra khơi đi. Thank you.
Tôi nhớ một chiều ăn lửa hồng soi thân yêu, đầu bóng che xanh, đôi mắt mẹ hiền, giọt lệ rưng rưng chờ mong bóng con. Ừ, nè em ơi, hương khói gia đình bạc ngang trong câu mong. Câu đầu tiên muốn nói là gia đình ta như thế là giỏi. Bởi vì bài này là một bài khó diễn. Mà chúng ta đi vào chi tiết từng câu. Và trong cái từng câu ấy, từ lối hát cho đến đạo diễn, người ta thấy nó hài hòa, nó hợp lý, nó không có chỗ nào chối cả. À, xin hoan nghênh các bạn, tôi không có ý kiến nào chê cả. Rất là khen gia đình và một cái sáng tạo và nói là rất thú vị. Đó là bạn có một cái câu hát cải lương rất là hay. Và thêm một lời khen nữa là hai cái bạn nữ hát bè, hát điêu với nhau rất là tốt, rất chính xác. Và đây là một bài hát tôi cho là khó. Và thêm một lời khen nữa đó là toàn thể gia đình dàn dựng rất là chặt chẽ. Xin chúc mừng gia đình. Xem tiết mục của gia đình mình, tôi có cảm giác như tôi đang được xem một vở nhạc kịch về vùng biển. Rất là xúc động, tôi nghĩ đây là một tiết mục mà rất thành công. Phải nói là gia đình hôm nay nhận toàn là lời khen của ban giám khảo, nhưng mà tôi xin mượn con cá thôi ạ. Trời ơi, cá này ai làm vậy? Dạ, ở nhà chị... làm đó anh. Làm bằng cái gì chị Duyên? Dạ, mình lên mạng search con cá đó về, xong rồi in ra, rồi mai lại, rồi dồn. Dồn thịt vô? Dạ. Cá dồn thịt. Trời, con cá nó giống dễ sợ luôn. Điều con cá mình lấy cái mùi gì tanh tanh, mình trét cho nó tanh, nó giống con cá luôn á. Tanh muốn ăn được luôn á. Ở đó đây là những người sáng tạo hết sức thú vị gia đình. Một lần nữa chúc mừng gia đình chị Nguyễn Thị Đắc Duyên. Mấy hôm nay mưa suốt nên dù đã nhận thử thách được 2 ngày, nhưng đến hôm nay cả nhà chú Trạch mới tận dụng được khoảng sân tập cho rộng rãi. Mọi người dường như đang còn rất lúng túng, mà vị tổng chỉ huy của tiết mục vẫn mãi chưa thấy xuất hiện. Hôm nay được ngày nghỉ, mấy chị em vừa làm bếp vừa tranh thủ ôn bài với nhau. 1-1 cái là có đây không? Đến buổi chiều, chú Trạch đôn đốc cả nhà ra tập. Khán giả cũng đã sẵn sàng. Nhưng chỉ một lúc sau, chưa gì mà mặc thất thần hết rồi, không gì nữa. Tập nữa, thiếu hai người. Trước thứ sáu đừng nên tụi em cứ theo nhạc, tụi em không biết nó được hết. Thì ra nguyên nhân là đây. Nói chung hát với múa là phải đều nha. Tụi em thì phải lắng tai nghe múa, nghe nhạc đúng không? Mà hát mà trực cái là múa tụi em cũng muốn rớt luôn. Hôm nay là ngày thi, cả nhà dậy từ rất sớm để khởi hành. Xem ra ai cũng rất mệt mỏi.
Dạ, về 2 giờ sáng. Hồi hộp, nói chung là mưa 2 ngày 2 đêm, không có tập được. Hồi tối là tập 11 rưỡi bắt đầu ra tập. Và dường như vẫn chưa yên tâm. Tuy vậy, nhưng xem ra gia đình vẫn rất tự tin. Tạm tạm. 70% ạ. 100% không biết nữa. 100%. Chán 100%. Cứ mỗi giờ tập của gia đình thì mình xem thì... Hãy cùng chờ xem tiết mục Em đi xem hội trăng rằm của gia đình Trần Viết Trạch. Nó mang một cái màu sắc dân ca rất rõ. Nhưng mà ở đây tôi thấy có mấy cái chỗ mà tại sao nam lại đi mấy trêu mấy cô nữ đó. Trong khi cái bài hát thì nó không phải như vậy. Thế cái sáng tạo của nam trong bài này nó lại hơi mới quá. Nhưng mà tôi cho là có những cái chi tiết mà nếu mà tinh tế hơn nữa thì nó sẽ đạt. Tôi thấy là cũng rất là cố gắng. Và trong gia đình là diễn cũng khá là, dàn dựng cũng thế là tôi cho là đẹp. Nhất là cái dàn múa của nữ rất là đẹp và duyên dáng, và trang phục rất là phù hợp với bài hát. Nhưng mà hơi thiếu một chút là cái sự vui. Đấy, cái làm cái tác phẩm nó vui hơn nữa. Nhưng tôi thì tôi thấy thích cái tiết mục này. Tôi không biết về học thuật đánh giá giọng hát của các bạn sao, nhưng tôi nghe tôi rất là thấy là êm tai. Nếu như chia tiết mục các bạn ra làm hai tập thì cái tập 2 của các bạn nó hay hơn. Xin chúc mừng các bạn. Tôi hỏi là quần áo người ta mua hay là người ta may hay là mình thuê ở đâu đó? Dạ em tự thiết kế á. Dạ em tự may ạ. Thiết kế đẹp đấy. Nhớ bữa nào may của Linh bộ nha. Dạ. Ở bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu công bố kết quả. Đầu tiên sẽ là khả năng ca hát của đội đến từ Đồng Tháp. Khả năng ca hát 9,5. Nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu 9,5. Và đạo diễn Đức Thịnh là 9. Đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Nghệ sĩ Tuấn Tuyết 9,5. 9. Và đạo diễn Đức Thịnh là 9. Khả năng sáng tạo sẽ quyết định điều đó. Đội đến từ Tháp 10, nghệ sĩ Vũ Tân Tuyết 10. Nghệ sĩ Như Trần Hiếu 10. Đạo diễn Đức Thịnh 9,5. Đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, khả năng sáng tạo nghệ sĩ Vũ Tân Tuyết 9,5. Nghệ sĩ Như Trần Hiếu 9,5. Và đạo diễn Đức Thịnh là 9. Gia đình chị Nguyễn Thị Đắc Duyên là 57,5. Đội gia đình anh Trạch là 55,5. Xin mời nghệ sĩ Tuấn Tuyết cùng nghệ sĩ Tú Đức Thịnh sẽ lên trao giải thưởng cho đội đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Sau khi thi xong thì cảm giác của gia đình như thế nào ạ? Dạ cũng thấy buồn buồn. Em cũng thấy buồn. Nhà con buồn.
Nếu được thi lại thì mình thấy mình sẽ làm tốt hơn không? Là chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều. Con nghĩ là hôm nay là tốt hơn những gì con đã tập ở nhà. À, nhưng mình cứ nghĩ mình tốt hơn là được rồi ha. Dạ. Thi nào cũng vậy, nó cũng có người đậu và người không đậu đúng không? Thế con trai, sao con buồn vậy? Dạ, tại vì không đậu vào vòng trong. Không vô vòng trong đúng không? Dạ. Rồi, thôi. Nói gì nói cũng chúc mừng gia đình ha. Đi thi mà. Đôi khi may mắn là yếu tố quan trọng nhất. Dù sao cũng cảm ơn gia đình và chúc gia đình nhiều sức khỏe ha. Chúng tôi xin kính mời nghệ sĩ Nhân Trần Hiếu sẽ lên trao chiếc vé vào thi tháng cho đội đến từ Đồng Tháp 10. Kính thưa quý vị, chương trình Gia Đình Tài Tử do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty MCV tổ chức thực hiện đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Panasonic đã đồng hành với chương trình. Xin chào tạm biệt. Kỳ sau, ngày thi đấu quyết định đã đến. Ba gia đình đến từ ba tỉnh khác nhau: Vĩnh Cửu Đồng Nai, Cao Lãnh Đồng Tháp, Rạch Giá Kiên Giang. Cuộc chạm trán âm nhạc này sẽ ra sao? Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.